Quý khán giả và bà con nông dân, ở giai đoạn làm đồng đến trổ, cây lúa rất mẫn cảm với các loại sâu bệnh hại. Vì lúc này, cây lúa tập trung chất dinh dưỡng cho quá trình sản sinh sản, nên khi bị sâu bệnh hại tấn công sẽ rất khó phục hồi, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của hạt lúa. Hiện tại thì bệnh đậu ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá và vàng lá chín sớm đang xuất hiện và tấn công trà lúa hè thu. Và chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để các vị diễn giả giải đáp thắc mắc nhằm giúp bà con nông dân phòng trừ hiệu quả các đối tượng này. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị diễn giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai, giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ. Trân trọng giới thiệu Kỹ sư Trần Ngọc Thể, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang. Trân trọng giới thiệu Kỹ sư Trần Văn Thanh Xuyên, Công ty Đu Bông Việt Nam. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, trong điều kiện nắng nóng, cây lúa thì còi cọc, kém phát triển nên nông dân của chúng ta rất lo lắng và thường bón nhiều phân. Đây cũng đã tạo điều kiện cho sâu bệnh hại tấn công. Trong đó phải kể đến các loại đó chính là bệnh đào ôn, sâu cuốn lá, sâu đục thân và vàng lá chín sớm. Tình hình dịch hại trên đồng ruộng đã được phóng viên ghi nhận qua phóng sự sau đây. Hậu Giang có hơn 16.000 hecta đang ở giai đoạn đồng trổ. Trong lúc này, nông dân thường lo lắng nhiều vì lúa rất mẫn cảm với các loại sâu bệnh. Mảnh ruộng này đã được 40 ngày. Trên đồng đang có bệnh đậu ôn. Nông dân dẫu xịt phòng nhưng bệnh vẫn xuất hiện. Bên cạnh đó, các loại sâu cũng đang tấn công. Vụ hè thu này nắng nóng, thời tiết hạn kéo dài này. Dịch bệnh nó bị đậu ôn cũng nhiều, rồi chi phí nặng, bơm nước hao nhiều quá, rồi phân thì gãi lúa nó không được tốt, không xuất hiện thêm cái sâu, rồi mà sâu đục thân á nó nhiều, bị nó hạn qua hạn nắng nóng quá rồi cái sâu đục thân nhiều, cũng lo cái vụ rồi thị trường năm nay thuốc nhiều quá rồi mình xịt, nông dân thì cũng lưỡng ước, thí dụ mình đi ra đại lý mình mua không biết là thuốc gì nó đạt hiệu quả này kia cũng e ngại. Chủ yếu ba cái đậu ôm nhiều lo lắng nhất, thí dụ giống dài thì nó không đến đổi, cái giống tròn thì nó nguy hiểm hơn, nó dễ lụng hơn cái giống dài thì nó mất khoảng 50%. Như cái đó cô thấy là như bình thường, nó không có gì mà nó bệnh rồi cái là xịt lại, nó lại chỉ phân nửa thôi, đâu có lại được như cái bình thường được. Trong mùa nắng, các loại sâu hại phát triển rất mạnh, có xu hướng nhân mật số và dễ xảy ra tình trạng kháng thuốc. Vì vậy, nông dân rất lo ngại các đối tượng như sâu đục thân, sâu cuốn lá. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, như trong phóng sự vừa đề cập thì thời tiết hiện nay nắng nóng kéo dài, nên nông dân của chúng ta phải tốn nhiều chi phí là chi phí bơm nước và cả chi phí bón phân. Nhưng thực tế thì ruộng lúa vẫn không tốt mà còn tiềm ẩn là nguy cơ bị sâu bệnh hại tấn công. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai, trong giai đoạn lúa làm đồng đến trổ thì sâu cuốn lá và sâu đục thân sẽ tấn công cây lúa như thế nào? Và có ảnh hưởng nhiều đến năng suất về sau hay không ạ? Dạ. Xin kính chào bà con và quý khán giả xem đài. Nói chung thì trên cây lúa nó có nhiều cái dịch hại, đặc biệt trong hè thu thì cái nhóm sâu hại cũng khá là quan trọng so với cái nhóm bệnh hại. Thì sâu đục thân và sâu cuốn lá là hai đối tượng có thể nói là chiếm đầu bảng trong cái vụ này. Thì sâu đục thân gây hại bằng cách là nó tấn công ở cái phần bẹ, phần gốc, con sâu nằm bên trong cái ống. Và nó gây cái hiện tượng là cái lá nó sẽ bị cuốn tròn lại, cái đọt nó sẽ bị héo, nó khô. Đó là cái giai đoạn lúa đã nhánh. Còn trong trường hợp trễ hơn thì lúc mà lúa nó lớn đó, tức là lúc nó trổ thì nó làm cho cái bông nó bị trắng, nó bạc đi. Mà con mình gọi là bắn máy bay. Còn sâu cuốn lá thì nó tấn công giai đoạn lúa đã nhánh. Thường thì nó làm cho cái lá bị mất màu, nó cạp mất cái diệp lục, cây lúa sẽ phát triển kém, yếu hơn. Còn lúc mà lúa trổ thì ba cái lá đồng cũng vậy, nó sẽ bị cạp mất biểu bì, mất màu xanh, khả năng quang hợp nó cũng sẽ kém. Nói chung là trong hai giai đoạn thời kỳ đẻ nhánh và thời kỳ lúa đồng đến trổ, thời kỳ hai cái đối tượng này quan trọng nhất, tức là nó gây hại, ảnh hưởng năng suất. Nếu mà giai đoạn lúa đồng trổ thì ba cái lá trên cùng mà bà con mình không bảo vệ được an toàn, chắc chắn, và sâu đục thân tấn công phần gốc, rồi cái cuốn lá thân bên trên, vậy thì cuối cùng thì ảnh hưởng đến cái phần trăm hạt chắc lép. Có nghĩa là khi cái bông nó trổ ra thì tỷ lệ hạt lép nó sẽ cao so với bình thường. Và cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng đến vừa là chắc lép và ảnh hưởng đến cái chất lượng. Chất lượng có nghĩa là cái hạt nó lửng lửng, nó lơ lơ, nó không có cái tinh bột nhiều. Tinh bột nó không
không chặt không chắc, mà nói chung là khi mà mình nấu cơm thì cái cơm nó không ngon, cái gạo nó bị rã rời ra, đó là cái ảnh hưởng của cái tác dụng của con sâu đục thân và con sâu cuốn lá. Nói chung là trong mùa hè thu này thì sâu hại cũng có nhiều loại, nhưng mà hai cái đối tượng này bà con mình cũng cần nên quan tâm và cảnh giác, và khi cần thiết thì chúng ta có thể có những cái giải pháp phòng trị kịp thời thì nó sẽ hiệu quả. Dân xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Thưa quý khán giả và bà con nông dân cùng các vị diễn giả, trước khi chương trình ngày hôm nay bắt đầu thì vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm nay thì nông dân Nguyễn Văn Đường đã trực tiếp đến Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang để gửi câu hỏi cho biên tập của chương trình và kèm theo mẫu lúa bị sâu đục thân tấn công của mình. Và nông dân Nguyễn Văn Đường đã có câu hỏi gửi về chương trình với nội dung như sau. Lúa tôi gần 50 ngày, sắp trổ nhưng bị sâu đục thân tấn công nhiều. Tôi đã ra đại lý mua thuốc về xịt, nhưng không biết là thuốc gì. Tôi xịt 2 lần nhưng không hết. Tôi không biết có phải là do sâu đục thân của mía bay qua hay không, mà tôi thấy chủng loại sâu khác hơn mọi năm và khó trị hơn. Nhờ diễn giả xem và giải thích dùng và chỉ tôi cách phòng trị. Về câu hỏi này thì xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai ạ. Xin chào anh Đường và quý khán giả xem đài. Thì cái mẫu lúa anh đã mang đến tận đài ha, nói chung là rất là chí tình và rất là nhiệt tình mang cái mẫu đến đây. Thì trước khi chương trình bắt đầu chúng tôi cũng đã có xem và cũng có mổ ra để xem, thì thấy chính xác là bên trong có cái con sâu đục thân nó nằm đây, nó mô ngoe đây, tức là con sâu này chính xác là sâu đục thân. Bây giờ về nó cái loài thì mình có thể phân loại như thế này. Trên lúa nó có 4 loài sâu đục thân. Một là cái sâu đục thân gọi là hai chấm, tức là con mẹ nó là con bướm có hai cái chấm, bà con hay gọi là sâu màu vàng đấy. Con này thì tấn công chủ yếu trên lúa. Con thứ hai là sâu thân màu hồng, con này thì tấn công ở trên cây lúa và cây mía. Thường cái thức nó to lắm, nó khỏe, cho nên là thường là cái lúa ngắn ngày, lúa mùa này cái thân nó nhỏ, nó ốm này, thì con sâu thân màu hồng nó không thích. Sâu đục thân màu hồng chỉ thích là ở trên cây lúa mùa cao cây và cái thân cái bẹ nó to, tức là nó sống được trên cây lúa và cây mía. Cái loài thứ tư, thứ năm là hai loài mình gọi chung là sâu đục thân năm vạch. Thì có hai loại năm vạch đầu nâu và năm vạch đầu đen. Con này thì chỉ chuyên nghiệp là ở trên cây lúa thôi. Thì chúng ta quan sát ở đây thì đây chính là con sâu năm vạch đầu đen. Thì như vậy thì bà con mình thấy rõ là sâu này là thích hại, gây hại trên những cây lúa ngắn ngày. Thì đây là cái hình ảnh, cái triệu chứng. Thì nói chung thì cái mẫu này thì xác định chính xác, đó là nhóm sâu đục thân gây hại trên cây lúa. Về cách phòng trị thì bà con mình nên có những cái giải pháp. Đối với sâu này thì mình nên giữ mực nước nó vừa phải thôi. Phân bón cũng vậy. Cái con sâu đục thân cũng như sâu cuốn lá nó tương quan thuận với cái lượng phân ure, phân đạm. Đó là mình bón phân đạm nhiều quá hoặc là mình xạ dày ngay từ đầu đó thì mật số nó thường nó cao, gây hại nặng. Và mực nước thì nếu mà sâu đục thân 2 chấm á, mực nước càng cao thì thiệt hại càng lớn. Còn con sâu năm vạch thì nó lại không khoái mực nước cao mà chăm sóc thôi. Thì lúa ngắn ngày của mình là phù hợp nhất. Tại vì sao? Tại vì đó là cái con sâu này nó sống ở trong cái bè và cái mực nước nó vừa phải. Mực nước lên cao quá thì nó nước chua vào bên trong thì nó ngọt, con sâu nó chết. Cho nên là con sâu nó chịu không nổi. Nghĩa là cái mực nước hơi thấp thấp xếp xếp thì nó lại bị nặng. Cái đó thì bà con mình nên cảnh giác. Về biện pháp canh tác thì chúng ta nên giữ mực nước vừa phải xem xét. Rồi mình bón phân cho nó vừa phải cân đối, đặc biệt là những cái phân nó vào những cái chất mà làm cho cái thân nó cứng nó chắc. Thí dụ như là phân bón trong đó có hàm lượng của kali, silic hoặc là canxi nó nhiều. Bà con mình bón vô ngay từ đầu vụ đó thì cái cây lúa nó cứng chắc, nó khỏe hơn. Nói chung là con sâu mà nó thấy cái cây nào mà nó cứng mà nó khó cạp thì nó lại không thích. Bởi vì cái ngàm, cái hàm của nó là nó bị mòn đi. Đặc biệt cái phân mà có những cái chất silic nó vào đó thì con sâu nó không ăn được, nó chê. Đó là cái về mặt nguyên tắc. Nói chung là về mặt giống thì chúng ta nên lựa chọn những cái giống nào mà tương đối là nó chống chịu, hoặc là mình đi phân cho nó hợp lý thì mình sẽ hạn chế được. Cuối cùng thì bà con mình nên sử dụng cái thuốc hóa học. Tại vì lúc mà mình cần thiết thì mình phải can thiệp ngay. Tức là khi mà con sâu nó vào rồi hoặc là nó ban bắt đầu nó chuẩn bị nó chui vào trong, mình không can thiệp thì nó sẽ gây hại về sau này. Nói chung là làm hiện tượng là héo dảnh và cái bông bạc. Thì mình nên xử lý bằng thuốc hạt hoặc là thuốc dạng lỏng mình phun cũng được. Đó là cái cách mà chúng ta giải quyết là phòng trừ sâu đục thân mà con sâu cuốn lá nhỏ. Nhân xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Thưa kỹ sư Thanh Xuyên, thì không biết về phía công ty Dubon của chúng ta thì có giải pháp nào để hỗ trợ cho nông dân Nguyễn Văn Đường không ạ? Xin kính chào anh Đường và tất cả bà con đang xem đài. Thì theo mình quan sát hình thấy là lúa của anh Đường thời điểm đài là khoảng trên 50 ngày rồi. Thì con sâu nó đã lớn rồi. Thì cái biện pháp anh đang quản lý, đang áp dụng trên đồng ruộng của chúng ta thì nói chung tới thời điểm này nó hiệu quả chưa cao đối với đối tượng là sâu đục thân.
Thì để giúp cho anh quản lý tốt cái đối tượng này trong những vụ kế tiếp và mình phòng được cái giai đoạn từ chỗ đến chính, thì về phía công ty Nu Bông có một cái sản phẩm, đó là cái Nu Bông Givathon. Đây là sản phẩm đặc trị dừa sâu cuốn lá và sâu hụt thân. Thì anh canh tới cái thời điểm kế tiếp là lúa mình phải chuẩn bị chỗ đó, anh thấy ra ngoài ruộng của mình thấy một hai bông nó chỗ lên, thì anh tiến hành mình có thể phun sử dụng cái sản phẩm này để mình phun. Với cái liều lượng là anh pha là 25cc cho một bình 25 lít và một công 1.300 m² của mình đó, thì anh pha phun là từ 1.5 đến 2 bình. Tại vì giờ thời điểm này thì cây lúa mình đã cao, cái sinh khối nó lớn thì anh đảm bảo đủ cái lượng nước. Cái thứ hai là do cái sâu đục thân thì nó nằm phía dưới, thì nếu mình phun không đủ lượng nước thì khả năng hấp thu vào cây lúa nó cũng ít hơn, thì dẫn đến hiệu quả nó không được cao. Cái vấn đề thứ hai lưu ý để cho những vụ kế tiếp á, anh cũng thấy rồi, giả sử như nếu mà mình không chủ động phòng trị sớm cái đối tượng sâu thân này thì nó đã tấn công vào giai đoạn từ mà để làm đồng đến chỗ, thì dẫn đến là mình sẽ sao bị ảnh hưởng là mắc cái số chồi trên bông, số chồi trên mét vuông, dẫn đến là tới thời điểm thu hoạch đó thì mình sẽ mắc cái tỷ lệ số bông trên mét vuông, dẫn đến cái năng suất của anh sẽ bị giảm ha. Cho nên lưu ý tới vụ tới thì mình canh đến thời điểm lúa mình làm đồng, tùy theo giống lúa khoảng từ 38 ngày 42 ngày đó thì mình tiến hành mình xử lý một đợt cái sản phẩm là Nu Bông Givathon. Với cái sản phẩm này thì về phía công ty khuyến cáo anh á, là nó vừa là lưu dẫn và nó nội hấp vào bên trong cái thân cây lúa, cho nên nó quản lý rất là tốt sâu thân. Cái thứ hai là cái hiệu lực kéo dài. Tới thời điểm này khi mà công ty có làm một số mô hình và cũng tiếp xúc một số bà con á, khi hỏi đến cái sản phẩm Givathon này thì đa phần bà con đều nói là cái hiệu lực nó kéo rất là dài, khoảng là từ 3 tuần lễ, hôm nay là khoảng 21 ngày. Giả sử mình xử lý giai đoạn khoảng làm đồng là 40 ngày đi, mà nếu nó kéo dài tới 21 ngày thì lúc đó là lúa mình đang chuẩn bị chỗ sẹt một hai bông, thì bà con có thể lặp lại một lần nữa thôi. Cho nên nó với giải pháp của công ty đó là giúp cho bà con mình là hạn chế số lần phun. Chỉ cần trong một vụ bà con có thể phun từ 1 đến 2 lần. Đối với sản phẩm Nu Bông Givathon này sẽ quản lý là dứt điểm cái đối tượng là sâu lục thân trên đồng ruộng của chúng ta. Và hiện tại thì bộ phận thư ký của chúng tôi đã nhận rất nhiều câu hỏi của bà con nông dân gửi về. Đầu tiên là câu hỏi của nông dân Nguyễn Văn Đặng ở Dị Thủy, Hậu Giang. Câu hỏi đầu tiên thì xin được mời kỹ sư Trần Ngọc Thể, câu hỏi với nội dung như sau. Lúa tôi 35 ngày bị sâu đục thân và cả sâu cuốn lá khá nhiều. Vậy cây lúa có khả năng đền bù hay không và có ảnh hưởng đến năng suất hay không? Xin mời kỹ sư. Xin chào anh Đặng, xin chào bà con. Thì đối với cây lúa 35 ngày thì cái khả năng ra lá của cây lúa cũng còn, tức là nếu bây giờ chúng ta để xem tới cái ngày nó trổ đông, trổ bông lên đó, thì nó còn ra khoảng 3-4 lá nữa. Và cái giai đoạn này thì vấn đề đẻ nhánh để mà đền bù thì nó, cây lúa đẻ nhánh lúc này là sẽ là đẻ nhánh vô hiệu, nó không có hiệu quả nữa. Tuy nhiên nó nhiều, mà nó nhiều tới cỡ nào, thí dụ bây giờ chúng ta thấy là trên 1 mét vuông, bà con gọi là một thước cà rê, nó chừng 3-4 cây bông, mà 3-4 cái chồi lúa mà bị sâu đục thân nó cắn như nãy á, thì cái ảnh hưởng của năng suất không lớn. Tại vì nó chỉ có bên một, bây giờ hiện nay một thước vuông nó khoảng 500 bông mà chúng ta bị 3-4 bông, tức là nó khoảng chưa tới 1%, là cái năng suất ảnh hưởng không lớn. Và cái những cái bông nó, cái cây lúa nó chết thì cái cây lúa kế bên á, cái cây nó cùng một bụi đó, nó sẽ khả năng cái hộp nó sẽ to hơn một chút, cũng vẫn còn khả năng đền bù được. Tuy nhiên nếu mà nó quá nhiều, nó nhiều tới nước mà một thước vuông nó 2-30 cái cây chậu lúa bị chết, cả 100 con sâu cuốn lá, thì chúng ta cần phải xử lý thuốc bảo vệ thực vật. Còn trong giai đoạn này nếu dài ba chồi trên một thước vuông, 20-30 con trên một cái 20-30 con sâu cuốn lá trên một thước vuông thì chúng ta khoan xử lý. Tại vì bây giờ cái chậu lúa nào bị cắn chết là chết rồi, mà chúng ta sợ nó cắn tiếp tục ở cái giai đoạn sau á, cái giai đoạn mà lúa chuẩn bị trổ, nó cắn đứt bông nào là tiêu bông đó. Cho nên là chúng ta cần quan tâm cái con sâu vào giai đoạn mới, lúc mà lúa gần làm đồng á, chúng ta xem coi có sâu nhỏ nó nở trên cái lá lúa không, có bướm trên đồng không, ổ trứng nó có nở không, và cái con sâu cuốn lá giai đoạn này nó nhiều hết, rồi chúng ta quyết định xử lý thuốc bảo vệ thực vật vào lúc đó. Nếu mà chúng ta xử lý bằng thuốc phun thì phải xử lý lúc con sâu đục thân còn ở ngoài, chứ không phải, chứ nếu mà như hồi nãy có anh nông dân nào đó đem mẫu lên đó, thì
con sâu đục vô rất là to trong thân, rồi phun thuốc để phun thuốc trừ ở ngoài thì không thuốc nào thì thấm nổi giết con sâu đó, cho nên chúng ta cần xử lý đúng vào lúc mà con sâu nó còn nhỏ sẽ hiệu quả hơn. Xin chào anh. Xin được cảm ơn những lưu ý của kỹ sư Trần Ngọc Thể. Và câu hỏi thứ hai của nông dân Nguyễn Văn Đặng ở Dị Thủy, Hậu Giang thì xin được hỏi kỹ sư Trần Văn Thanh Xuyên. Câu hỏi với nội dung như sau: phun thuốc Triverton có tác dụng như thế nào mà vừa quản lý sâu cuốn lá và sâu đục thân, kể cả an toàn cho thiên địch? Xin mời kỹ sư. Kính chào anh Đặng và tất cả bà con đang xem đài. Thì một số lưu ý với anh Đặng với tất cả bà con, đây là sản phẩm đặc trị sâu lá và sâu đục thân. Nó có cơ chế là tác động lên cái hệ cơ của con sâu. Nó làm giả sử khi con sâu mà tiếp xúc với thuốc thì trong vòng 4 phút thôi là con sâu nó sẽ ngưng ăn. Cái hoạt chất tiên tiến mới nhất tới thời điểm hiện tại giờ, nó có tác dụng là vừa quản lý tốt con sâu đục thân và sâu cuốn lá. Xin kính chào anh Đặng và bà con. Xin được cảm ơn kỹ sư Trần Văn Thanh Xuyên. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai, nông dân Võ Thanh Nhàn đã có gửi về chương trình câu hỏi với nội dung là: vì sao bộ lá đồng thẳng đứng ít sâu bệnh hơn so với lá nằm ngang? Có phải là do lá đồng thẳng đứng là do bà con bón phân cân đối hay không? Xin được mời Phó Giáo sư. Dạ, xin chào anh Nhàn và quý khán giả xem đài. Cái bộ lá trên cây lúa thì nó có hai thời kỳ, mình tạm chia như thế. Giai đoạn còn nhỏ tức là mạ đẻ nhánh, tức là nó chưa thành thục thì lúc đó cái lá thường thường nó nằm ngang, tại vì nó chưa phát triển đầy đủ. Đến giai đoạn lúa bắt đầu chuẩn bị cuối thời kỳ đứng cái thì cái lá nó sẽ vươn nó đứng thẳng lên. Lúc đó là tại vì nó phát triển đầy đủ hết, là cái tế bào nó tẩm chất lignin rồi những cái chất khác, nó làm cho cái vách nó dày, nó cứng, thành ra là mình thấy cái lá nó thẳng đứng. Và từ đoạn đó về sau thì đến lúc mà mình thu hoạch thì lá lúc nào nó cũng đứng. Như vậy thì đó là cái đặc tính sinh học của cái cây lúa. Tuy nhiên cái tính gọi là lá đứng thẳng nhiều hay ít thì nó sẽ tùy thuộc vào cái yếu tố gọi là giống, hoặc là những cái đặc tính khác, như là chúng ta bón phân, nếu mà mình bón phân cân đối, đừng có quá nhiều phân ure, phân đạm, kali khá hơn, và thêm cái canxi silic thì nó sẽ đứng rất vững và nó chắc. Như thì cái yếu tố là phân bón cũng rất quan trọng. Thì anh hỏi là tại sao, có phải do phân bón không, thì một phần là đúng đấy, tức là do cái yếu tố mình bón phân ở giai đoạn sau. Tuy nhiên là còn nhiều yếu tố khác nữa. Bây giờ nếu mà cái giai đoạn mà lúa thời kỳ mà đang đẻ nhánh, mình để mực nước sâu quá thì cái lúa nó yếu, nó vươn lên thì nó lá nó cũng nằm ngang đấy. Rồi lúc bây giờ nếu bà con mình mà xạ dày quá ngay từ đầu thì bây giờ nó cũng phải vươn, hoặc là mình phun những cái chất kích thích tố nhiều quá, cái cây nó kéo dài thế này, tế bào nó vươn thế này, cái lá nó không đứng được đâu, cũng phải nằm ngang. Như thì rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó thì cái vấn đề bón phân thì cũng rất cần thiết. Nếu anh bón phân bón mà có đầy đủ cái những cái chất như là kali, canxi, silic, nói chung đây là những cái nguyên tố cần thiết để làm cái vách, cái lớp lignin nó sẽ dày lên, nó chắc, thì cây nó sẽ đứng. Cho nên mình thấy tại sao là cái lá đứng thì ít bị bệnh, ít bị sâu. Lá đứng thì nó giàu hàm lượng silic, canxi nó nhiều, mà con sâu, nhất là con sâu cuốn lá, nó là cái con côn trùng có miệng nhai, có nghĩa là nó có cái ngàm, thì hai bên này nó có hai cái, mình gọi là giống cái răng, khía răng bằng cái chất gọi là chất mình gọi là cái chất chất da, giống như cái da côn trùng vậy đó. Thường người ta hay gọi là những cái lớp bảo vệ, mà cái chất này nó hình thành trong đó, nó có cái chất canxi rồi nó thêm những cái chất protein. Khi mà mình con sâu nó cạp đó thì lâu ngày nó sẽ mòn cái răng, khía răng nó mòn đi. Gọi chung là gọi là cái chất protein đấy, là cái chất gọi là cái hình thành cái răng của con côn trùng. Mà nếu mà cái lá thẳng đứng, nhiều cái chất dinh dưỡng như tôi nói thì con sâu nó chê ra không được, cạp lâu quá nó mòn răng, nó chê sâu con lá chê. Bây giờ cái con nấm, con vi khuẩn cũng vậy, tới cái lá lúa nếu là thẳng đứng thì nó tụt, còn lá nằm ngang thì cái bào tử nó rớt xuống, vi khuẩn nó nằm ngang thì nó cái nước, cái dinh dưỡng nằm ở đây thì con vi khuẩn, con nấm nó phát triển được, có nghĩa là cơ hội để tấn công trên lá nhiều hơn. Thành ra mình thấy là lá lúa càng nằm ngang thì bệnh nhiều, sâu nó nhiều. Đó là nguyên tắc. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư. Và nông dân Võ Thanh Nhàn cũng có gửi về chương trình câu hỏi với nội dung là: bệnh đậu ôn vụ nào cũng có, nếu phun cùng hoạt chất sử dụng nhiều lần thì sẽ lờn thuốc. Vậy xin hỏi phía công ty DuBon là Apros sử dụng thời điểm nào là tốt nhất? Thì để giúp cho bà con quản lý tốt cái đối tượng mà đậu ôn thì phía công ty DuBon có cái sản phẩm đó là DuBon Apros. Thì khuyến cáo bà con sử dụng thời điểm nào là hiệu quả nhất. Như bà con đã thấy, cái thời điểm mà đặc biệt là cái đậu ôn là bà con sợ nhất, đó là đậu ôn cổ bông.
Thì để phòng được cái bệnh đau ôm cổ bông này thì bà con đa phần là cái cử là chuẩn bị lúa chỗ 1-2 bông gì đó, bà con xử lý một lần. Đến cái cử thứ hai là khi lúa chỗ gần đều là khoảng 3/4 gì đó, mình đừng để chỗ đều quá. Nếu chỗ đều rồi thì có những bông đã cong lại ha, thì để giúp bà con mình thì cái sản phẩm đu bông ập gót này trong một vụ bà con xử lý là tối đa là 2 lần trong một vụ. Đó là cử lúa chỗ sẹt và khi lặp lại đó là cử lúa chỗ đều. Thì cái tác dụng của cái sản phẩm này như thế nào? Đây là cái sản phẩm là có hoạt chất mới nhất và tiên tiến nhất tới thời điểm hiện tại giờ. Thế bà con, do là người của công ty đu bông sáng kiến ra. Thì cái thời điểm phun và quản lý tốt đó là ngoài việc là quản lý đạo ôn của bông ra thì cái thuốc đu bông ập gót này nó còn giúp cho mình là phòng được cái bệnh lem lép hạt. Đây là một cái loại bệnh mà bà con rất là lo trong cái vụ, đặc biệt là vụ hè thu này. Thì lem lép hạt thì có rất là nhiều đối tượng gây ra, nhưng mà đối với sản phẩm đu bông ập gót này quản lý rất là tốt lem lép hạt do nấm gây ra hả bà con. Thì cái địa điểm phun thì cũng như là phun giai đoạn chỗ sẹt và chỗ đều. Thì trong những năm gần lại đây thì bà con mình tới thời điểm này bà con phải bỏ thêm một số tiền để mình quản lý giai đoạn là trước chỗ sau chỗ, đó là bệnh lép vàng vô khuẩn. Thì thời điểm đó bà con có thể cộng cái thuốc ập gót này cùng với cái loại thuốc vi khuẩn thông thường mà bà con đang sử dụng để cùng một lúc mình sẽ quản lý tốt là cái lem lép hạt do nấm gây ra và cái lem lép hạt do vi khuẩn gây ra. Tiếp tục chương trình là câu hỏi của nông dân Nguyễn Hồng Sơn ở Châu Thành A, Hậu Giang. Câu hỏi đầu tiên với nội dung như sau: bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông, đạo ôn cổ lá, đạo ôn gây lem lép hạt cùng một loại nấm gây bệnh hay là khác nhau, và có liên quan do bón phân hay không, mà chỗ nào bón thừa phân đạm là đạo ôn lại nhiều hơn. Về câu hỏi này thì xin được mời kỹ sư Trần Ngọc Thế. Xin chào anh Sơn, xin chào tất cả bà con. Thì các loại bệnh như đạo ôn trên lá, đạo ôn cổ bông, đạo ôn cổ vé, rồi đạo ôn gây lem lép hạt, rồi đạo ôn đốt thân, thì tất cả cái này gọi là đạo ôn. Nó chỉ là một loại nấm có tên khoa học là Bucaria viricularia, yeah. Thì nó rớt ra chỗ nào, nó nảy mầm chỗ nào thì nó gây bệnh chỗ đó, chẳng qua là một loại bệnh mà nó nằm ở nhiều nơi, cho nên là nó cũng chỉ là một loại nấm mà thôi, thì cách phòng trị nó cũng tương đối là giống nhau. Cái bệnh này nó liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó cái yếu tố là phân bón. Nếu chúng ta bón phân nhiều, nhất là phân ure, thì cái cây lá lúa sẽ non. Nó non thì cái cung cấp nhiều thức ăn cho cái bệnh nó dễ phát triển. Thứ hai nữa là cái mật độ xạ. Mật độ xạ nếu dày quá thì cái độ ẩm ở trong cái ruộng nó cao, thì cũng là điều kiện cho bệnh nó phát triển. Vì vậy chúng ta thấy là chỗ nào bón phân nhiều thì chỗ đó bị đau ôn trước, chỗ nào xạ dày chỗ đó bị đau ôn trước. Vì vậy người ta còn có cái ruộng ta xạ thật dày, bón phân thật nhiều để cho bệnh ôn nó phát triển trên ruộng đó, thì người ta biết bệnh ôn, nắm bệnh ôn đã đến thì người ta thấy cái ruộng bên kia người ta ngăn ngừa trước. Còn bón phân hợp lý thì có ngăn ngừa được đậu, làm giảm đậu ôn hay không, thì đương nhiên nếu chúng ta bón phân hợp lý, có nghĩa là NPK nó tương đối là cân đối vừa đủ nhu cầu của cây lúa, thì bệnh nó sẽ chậm phát triển hơn. Còn nếu mà chúng ta bón nhiều phân đạm hơn thì bệnh nó sẽ dễ phát triển hơn. Một số ý kiến, xin chào anh. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, sâu bệnh trong vụ lúa hè thu cũng phát sinh do điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài. Tuy nhiên thì đã có những nông dân vượt qua được thời tiết và hiện nay ruộng lúa của họ phát triển rất tốt. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Thì thời tiết nó nắng nóng lên thì mình xả xuống rồi, thì mình cũng đi thăm ruộng, thăm đồng thường xuyên, trong khi đó coi coi dịch hại coi nó có phát triển như thế nào. Theo mình xả có khoảng chừng 18-20 ngày đó, cái mình gãi một đợt phân rồi mà lúa lúc đó lúa nó đẻ nhánh đó, cái mình xài cái thằng Amate đậu ôn á, là xài cái thằng đu bông ấp gót đó, để cho cái lá đài nó xanh đứng lên, cho nó làm đồng, cho nó tốt. Mà trong khi đó thì thấy lá đại nó cũng mướt lắm. Cái thằng gì qua thông thì lúc mà lúa mà nó vừa đứng cái chứ nó đẻ nhánh đó, lúc đó là mình xài đó là thấy nó cũng dưới bằng lúa mà nó chỗ mà gần chỗ á, khoảng chừng đồng đồng mà nó lên cao ha, là mình xịt để giữ là cái nó khỏi có cái sâu đục thân. Với mã lúa được đánh giá cao nên nhiều bà con nông dân khi đi thăm ruộng đều hỏi thăm cách làm và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của anh Trần Văn Tích để trao đổi, rút tỉa thêm kinh nghiệm. Ông ơi,
Rồi anh Nam sụp mặt rồi kìa. Tại anh không chịu nghe tôi. Vụ trước mình thắng là nhờ phun Abros. Abros, người sạch đạo ôn ngay từ đầu. Hèn chi, lúa nhà mình màu vàng tranh, lá không kéo ngọn, nhìn thiệt đá con mắt ông hen. Ông giỏi thiệt, ráng vài vụ nữa là đủ tiền mua thêm đất cho thằng Út rồi. Abros, khỏi lo sụp mặt. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, trong phóng sự vừa rồi thì các nông dân của chúng ta đã có những giải pháp hữu hiệu trong việc phòng tránh sâu bệnh hại tấn công trong vụ lúa hè thu này. Thưa kỹ sư Trần Văn Thanh Xuyên, thì với giải pháp mà nông dân áp dụng thì kỹ sư có thể thông tin thêm những sản phẩm để phòng trị sâu đục thân cũng như là bệnh đạo ôn để nông dân của chúng ta an tâm sử dụng hay không? Xin kính chào anh Tích và tất cả bà con đang xem đài. Thì cũng cảm ơn anh Tích rất là nhiều. Đã nhiều năm qua anh Tích là sử dụng những sản phẩm của công ty Nubong và áp dụng một cách là đúng theo khuyến cáo công ty và mang lại một kết quả rất là tốt. Thì một số ý muốn chia sẻ thêm cùng bà con, đó là khi bà con mình thấy cái ruộng lúa anh Tích á, giữ được cái màu xanh, lâu xanh bền giai đoạn mà làm đồng là do anh Tích phun cái sản phẩm là Cơzat M8. Đây là sản phẩm ngoài việc quản lý tốt, phòng được cái bệnh vàng lá chín sớm ra thì nó còn giúp cho bộ lá đồng chúng ta xanh lâu, xanh bền hơn. Bà con cũng biết đó, nếu mà giai đoạn làm đồng mà cái bộ lá đồng nó cái xanh lâu xanh bền và thẳng đứng và nó cứng thì nó giúp cho quang hợp rất là tốt. Khi quang hợp tốt thì nó tổng hợp các chất dinh dưỡng sau này và đặc biệt là nó sẽ tạo cái tim đèn, nó sẽ cho được nhiều cái dế hơn. Nếu mà nhiều dế thì trên đó sẽ có nhiều số hạt hơn, dẫn đến là nếu mà thời điểm mà từ chỗ sẹt đến chỗ điều chúng ta quản lý tốt cái dịch bệnh mà trên cái bông lúa đó có nhiều hạt mà tỷ lệ hạt chắc trên số bông đó nhiều hơn nữa thì dẫn đến là năng suất của bà con mình sẽ đảm bảo hơn. Với cái liều lượng phun đối sản phẩm Cơzat M8 này thì bà con đó pha là 40 gram cho một bình 25 lít. Tới thời điểm hiện tại giờ công ty có hai dạng bao bì chính, đó là dạng là gói 100 gram và dạng gói là nửa ký, tùy theo diện tích của bà con mình lớn nhỏ nhiều ít thì bà con mình có thể là sử dụng cái dạng gói nó cho phù hợp nhất. Về cái sản phẩm thứ hai muốn chia sẻ thêm với bà con mình đó, về cái hiệu quả thì anh Tích cũng đã trình bày rất là kỹ rồi, nhưng mà có một điểm muốn nhấn mạnh với bà con đó là đây là sản phẩm Dubong Gibberton. Ngoài việc quản lý tốt cái dịch hại là sâu lá và sâu thân ra thì nó còn giúp đó là kéo dài cái thời gian bảo vệ cây lúa chúng ta là ít nhất là 3 tuần lễ, thì dẫn đến một điều là bà con sẽ giảm được số lần phun trên một vụ chúng ta. Giả sử bây giờ một công 1.300 m², bà con phun một lần là tốn 2 bình phun, thì 2 bình bây giờ tốn ít nhất cũng khoảng 20.000, mà sử dụng cái biện pháp của Dubong Gibberton này thì bà con sẽ giảm được một lần phun. Thì trước mắt là bà con giảm được cái công lao động của mình ha, nếu mình sử dụng công lao động nhà thì mình cũng tiết kiệm được một số tiền. Cái thứ hai là khi bà con mình giảm được số lần phun á, thì bà con mình sẽ giảm được cái sự mà tiếp xúc thuốc bảo vệ thực vật. Thì nếu bà con mình một vụ phun mà mình ít tiếp xúc càng nhiều thì dẫn đến sức khỏe của mình. Đó cũng là một cái phương châm hoạt động của công ty Dubong, đó là làm sao đưa ra những sản phẩm và những giải pháp mà làm ít ảnh hưởng đến môi trường và đảm bảo sức khỏe con người mình nhất. Xin kính chào ạ. Nhân xin được cảm ơn kỹ sư. Quý khán giả và bà con nông dân đang theo dõi chương trình tọa đàm Nhịp cầu khuyến nông do công ty Dubong Việt Nam phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang thực hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với phần giao lưu cùng các vị diễn giả. Thưa kỹ sư Trần Ngọc Thể, nông dân Lê Văn Nghiệp ở dòng Riền Kiên Giang có gọi về chương trình và gửi câu hỏi với nội dung như sau. Xã giống OM5451 có áp dụng là năm giảm thì lúa tốt bình thường nhưng có sâu cuốn lá ít. Vậy thì theo khuyến cáo của lúa giới 40 ngày thì không dùng thuốc. Xin được hỏi là cần phun thuốc hay là áp dụng phương pháp nào? Xin mời kỹ sư. Xin chào anh Nghiệp. Nếu anh rất trước nhất là rất quan nghênh anh đã áp dụng cái biện pháp là 1,5 giảm. Thì trong đó có thể anh đã giảm giống. Và trong cái năm giảm đó người ta đã mặc định trong đó là giảm phân bón và trong giảm quan trọng là giảm thuốc bảo vệ thực vật nữa. Thì nếu mà chúng ta thấy là sâu cuốn lá ít thì chúng ta không cần phải phun thuốc, và trong cái điều kiện bình thường thì con sâu cuốn lá ít nhất cũng 30 ngày đầu tới 40 ngày đầu nó ăn và cây lúa có thể phục hồi được. Do đó là chúng ta cũng không cần phải sử dụng nhiều thuốc trừ sâu cuốn lá trong giai đoạn này, vì trong giai đoạn này thì cây lúa nó còn ra nhiều lá. Như vậy thì anh hỏi là có cần phải phun thuốc trừ sâu cuốn lá không, thì có thể trả lời cho anh là trong giai đoạn đầu nếu mà cây sâu cuốn lá ít thì ví dụ 20 con, 10 con trên mét vuông thì chúng ta không cần phải phun. Nhưng mà cũng muốn nhắc anh ở đây là người ta nói là 40 ngày đầu hoặc 30 ngày đầu không phun thuốc trừ sâu
giảm thuốc từ sâu, nhất là đặc biệt là nhóm sâu cuốn lá, chứ không phải là chúng ta không phun từ sâu, mà nhiều khi rầy nâu nó lên tới là 2-3 ngàn, 4-5 ngàn con mít vuông ở 25 ngày mà chúng ta không phun thuốc thì nó có khả năng cháy rầy. Do đó chúng ta cũng phải một cách linh động, tức là đặc biệt là không phun thuốc nhóm trừ sâu lá trên đồng ruộng. Xin chào anh. Xin được cảm ơn kỹ sư Trần Ngọc Thể. Thưa kỹ sư Thanh Xuyên, thì cũng là câu hỏi của nông dân Lê Văn Nghiệp với nội dung là nếu lúa trổ lạc đẹp thì sử dụng COZM8 với Abros có nuôi được bầu lá đồng hay không? Xin mời kỹ sư. Xin kính chào anh Nghiệp và tất cả bà con Nam Sơn Đài. Thì bà con thấy nếu mà giai đoạn từ chỗ sẹt đến chín mà chúng ta quản lý được 3 lá đồng trên cùng mà nó còn giữ màu xanh lâu, xanh bền, thì mình đánh giá cảm quan, mình nhìn vào miếng ruộng thì có thể là mình nói là miếng ruộng được có năng suất. Đó là do mình đánh giá cảm quan. Thì đối với trường hợp anh có thể cộng cái sản phẩm COZM8 cộng với Abgot có được không? Thì trong trường hợp giả sử như công ty khuyến cáo đó là cái sản phẩm đu bông Abgot, đây là sản phẩm vừa quản lý tốt cái bệnh đầu ôn cổ bông, lem lép hạt ra, ngoài ra nó còn giúp lực phòng thêm cái bệnh vàng lá chín sớm. Nhưng một số ý chia sẻ của một số bà con á, giả sử trong trường hợp mà mình sử dụng những giống mẫn cảm với cái bệnh vàng lá chín sớm đi, giống như cái giống là Zmin 85 hay gì đó, trong trường hợp đó thì một số bà con giả sử ở dùng thốt nốt hoặc dùng cờ đỏ Cần Thơ á, khi bà con mình cộng hai sản phẩm này lại với nhau thì nó sẽ giúp cho phát huy được cái khả năng quản lý tốt cái bệnh đó, đồng thời nó giúp cho cái bộ lá đồng trên cái lúa mình nó sẽ duy trì tới khi thu hoạch cái màu rất là đẹp, giống như chuyển sang màu vàng chanh vậy đó. Đây là một điểm là nếu mình cộng lại thì phát huy cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn nữa. Thấy anh, nếu mà mình sử dụng riêng lẻ, giả sử trong thời điểm này anh chỉ cần trong những giống bình thường hoặc trong những điều kiện canh tác bình thường mà mình chăm sóc cây lúa khỏe ngay từ đầu thì anh có thể sử dụng một loại sản phẩm đó là đu bông Abgot để mình phun giai đoạn trước chỗ và sau chỗ là nó cũng rất là hiệu quả trên đồng ruộng chúng ta. Xin kính chào anh và bà con Nam Sa Đại. Xin được cảm ơn kỹ sư Thanh Xuyên. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai, nông dân Trần Văn Tâm đã gửi về chương trình với câu hỏi với nội dung là nguyên nhân vì sao giai đoạn đồng trổ sâu bệnh gây hại nhiều hơn những giai đoạn khác. Xin mời Phó Giáo sư ạ. Dạ. Xin chào anh Tâm và quý khán giả xem đài. Cây lúa thì được chia ra nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu mình gọi là giai đoạn mạ, tức là lúa còn nhỏ. Rồi giai đoạn đẻ nhánh, rồi giai đoạn đồng trổ và sau trổ đến chín. Nói chung là từng giai đoạn nó có những cái thời kỳ khác nhau. Tại sao mà trong giai đoạn đồng trổ nhiều sâu, nhiều bệnh? Lý do là các giai đoạn trước bà con mình đã bón phân rồi. Ngay từ đầu làm đất thì mình đã bón phân phân lót. Tức là trong đó mình có phân lân rồi một số cái chất khác. Tới khoảng chừng 7 tới 10 ngày mình bón một đợt, đợt đầu qua thuốc 1. Tới khoảng chừng 20 hai mấy ngày thì mình bón lần nữa, thuốc 2. Vậy thì tới chuẩn bị làm đồng mình lại bón cho nó một đợt thứ 3 nữa. Cái này là quan trọng lắm. Vậy thì tất cả những cái thứ gì mà mình bón là dinh dưỡng, nước muối khoáng ở trong đất nó chuyển hết vào trong cây. Mà lúc này thì nó làm gì? Nó nuôi cái cây. Và nó chờ để nó tạo ra cái bông, tức là hình thành cái bông sau này thành cái hạt. Nghĩa là lúc này toàn bộ dinh dưỡng là nó vào trong cây hết. Mà khi mà dinh dưỡng nó vào nó nhiều thì sâu bọ bệnh tật côn trùng nó thích tới. Tới để nó ăn, nó lấy cái dinh dưỡng để nuôi bản thân nó. Là cái nguồn năng lượng mà. Vậy thì mình thấy rõ ràng là trong giai đoạn này là sâu bệnh nó nhiều. Cảm ơn Phó Giáo sư. Thưa kỹ sư Thanh Xuyên, thì nông dân Trần Văn Tâm của chúng ta cũng có câu hỏi với nội dung là để bảo vệ bộ lá đồng thì phun Abros cộng với Rivathon trước sau trổ có bảo vệ tốt bộ lá đồng được hay không? Xin mời kỹ sư. Xin kính chào anh Tâm. Thì nếu mà giai đoạn mà từ làm đồng đến trổ là giai đoạn mà anh đang nhấn mạnh đó là chuẩn bị chỗ sẹt và đến khi lúa chỗ đều, nếu mình làm giải pháp là vừa sử dụng cái sản phẩm đu bông Abgot cộng với sản phẩm là Rivathon, nó có bảo vệ tốt bộ lá đồng không? Thì nếu mà cái sản phẩm đu bông Abgot ngoài việc là nó quản lý tốt bốn cái loại bệnh hại chính trên đồng ruộng chúng ta, đó là cái đậu ôn cổ bông, lem lép hạt, vàng lá chín sớm và đốm vàng, ngoài ra thì nó còn có tác dụng gì? Đó là bà con mình thấy đó, cái giống như mình đang vú xoài hoặc là đu đủ, mình muốn vú chín được thì mình bỏ cái gì? Là bỏ cái khí đá, là nó tạo ra ethylene để giúp cho xoài nó mau chín hơn. Thì ngoài tác dụng phòng bệnh ra thì cái sản phẩm đu bông Abgot này nó còn, khi bà con phun giai đoạn
trước chỗ và sau chỗ đó, nó sẽ ức chế hình thành ethylene trong cái tế bào lá lúa, là ức chế quá trình lão hóa của tế bào. Nếu bà con phun cái sản phẩm này vô, nó không phải là cung cấp thêm phân hay gì mà nó làm cho lá đồng xanh, mà do là nó ức chế quá trình hình thành lão hóa của tế bào lá lúa, thì nó làm cho lá lúa mình xanh lâu, xanh bền, thì nó đảm bảo được cái năng suất về sau. Cũng như đầu chương trình mình có thông tin, khi bà con mình thấy nếu giai đoạn mà từ chỗ sẹt đến chỗ điều, nếu bà con mình ngoài việc quản lý tốt dịch bệnh ra, cái vấn đề sâu hại đó là sâu cuốn lá. Nếu sâu cuốn lá mà tấn công vào lá đồng thời điểm này, mình đã quản lý tốt dịch bệnh rồi mà còn sâu lá tấn công vào lá đồng thì nó cũng ảnh hưởng đến năng suất của chúng ta, nó làm cho lá đồng không có khả năng quang hợp nữa. Thì đối với sản phẩm Dubon Gibathon, nếu bà con quan sát trên đồng ruộng thấy mặt số xuất hiện nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển cây lúa, thì lúc đó bà con có thể là can thiệp cái sản phẩm Dubon Gibathon vào cộng với Dubon Upgod, thì bà con xử lý vào giai đoạn là chỗ lẹt sẹt. Chỉ xử lý Dubon Upgod cộng với Dubon Gibathon giai đoạn chỗ sẹt thôi. Tới cử chỗ điều thì bà con mình chỉ xử lý lại là Dubon Upgod để nó quản lý dịch bệnh. Tại vì cái sản phẩm Dubon Gibathon á, nó hiệu lực là kéo dài 21 ngày. Giả sử lúc này bà con mình đã thấy xuất hiện nhiều giai đoạn chỗ sẹt rồi mà nó kéo dài bản quản lý lúa chúng ta được 21 ngày nữa, thì lúc đó lúa mình là khoảng 81-82 ngày, là còn có mấy ngày nữa là lúa chúng ta thu hoạch, thì bà con khỏi cần can thiệp, chỉ cần xử lý đúng thời điểm, đúng dịch hại tới thời điểm đó. Cảm ơn kỹ sư. Thưa kỹ sư Trần Ngọc Thể, nông dân Lê Văn Úc ở Cái Bè, Tiền Giang đã có gửi về câu hỏi với nội dung như sau. Vì sao đậu ôn lá thì nhà khoa học khuyến cáo là có bệnh mới phun, còn đậu ôn cổ bông thì phun ngừa? Xin mời kỹ sư. Thưa Núc, thưa bà con, thì đúng như Núc nói là đậu ôn lá thì chúng ta phải đợi chúng ta thấy cái vết bệnh nó bắt đầu xuất hiện thì chúng ta mới phun. Vì bà con biết cây lá lúa, cây lúa thì nó có nhiều lá, 4-5 lá. Khi mà một vết bệnh xuất hiện thì nó chỉ gây hại ngay cái điểm đó thôi, thì chúng ta thấy rồi chúng ta phun lên thì chúng ta diệt trừ được vết bệnh đó, những lá khác còn lại, những chỗ khác trên cái lá nó còn lại và nó vẫn hoạt động, nó quang hợp, vẫn tạo chất dinh dưỡng nuôi cây. Còn cái đậu cổ bông là cái bệnh nó đánh ngay cổ bông, nếu bệnh vết bệnh gãy là gãy nguyên cổ bông đó, là coi như mất trắng năng suất. Chúng ta đợi nó bệnh cái chúng ta phun thì coi như cũng xong rồi. Thí dụ như bây giờ trên cái ruộng chúng ta đậu ôn nó tấn công dồn dập hơn 1.000 cái bông mà nó bị đêm đó nó bị tấn công 500 bông, nó bị gãy 500 bông rồi, chúng ta đi phun thì cũng mất giá trị rồi, dù sao cũng thất rồi. Do đó người ta gọi để chắc ăn hơn, người ta kêu phun đã ngừa đậu ôn cổ bông để cho không cái bông nào bị tấn công, vì nó tấn công là chúng ta bị thất thu ngay. Đó là lý do mà tại sao các nhà khoa học khuyến cáo bà con nông dân là phun đậu ôn cổ bông phun ngừa, và đậu ôn lá thì chúng ta đợi chúng ta mới phun. Dạ, xin được cảm ơn giải thích vừa rồi của kỹ sư. Thưa kỹ sư Thanh Xuyên, thì nông dân Lê Văn Úc ở Cái Bè, Tiền Giang của chúng ta cũng còn một câu hỏi nữa, là để hạn chế lem lép thì nông dân cần sử dụng loại thuốc gì? Xin được mời kỹ sư. Kính chào anh Úc và tất cả bà con đang xem đài. Thì cái lem lép hạt trên lúa thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, giống như do nguyên nhân thời tiết, do ông trời đó. Giả sử thời điểm lúa chúng ta chỗ sẹt chỗ điều mà canh vào thời điểm đó mưa liên tục 5-7 ngày thì không có thuốc gì để can thiệp để giải quyết vấn đề thời tiết được. Cái lem lép hạt do côn trùng gây ra, giống như do bọ xích nè, hoặc nếu mà sâu cuốn lá, sâu thân tấn công nhiều thì cũng dẫn đến là lem lép hạt. Cái vấn đề thứ ba đó là lem lép lép vàng do vi khuẩn gây ra, nó cũng gây ra như hiện tượng lem lép hạt. Cái vấn đề thứ tư đó là cái lem lép hạt do đối tượng là nấm tác hại vào, giống như nấm đậu ôn cổ bông hay là nấm đốm vàng hay nấm vàng lá chín sớm, nó cũng góp phần gây ra lem lép hạt. Thì giải pháp về phía công ty Dubon có sản phẩm để giúp cho bà con mình quản lý lem lép hạt do nấm gây ra, đó là sản phẩm Dubon Upgod. Thì ngoài tác dụng quản lý tốt của lem lép hạt ra, thì cái sản phẩm này nó còn giúp cho bà con mình phun đó, nó sẽ phòng được cái bệnh đậu ôn cổ bông. Phun phòng hay bà con, giống như chỗ chú Thể mới trình bày đó, đối với đậu ôn cổ bông là phải phun phòng. Cái thời điểm phun đó là bà con phải canh lúc lúa chỗ 1-2 bông. Một số kinh nghiệm của bà con những năm vừa qua nói để mà chỗ khoảng 5%, thì lúc đó những cái bông 5% đó mình chưa can thiệp thuốc vào thì nó sẽ rất là dễ bị nấm bệnh tấn công vào và nó bị gây ra hiện tượng lem lép hạt. Cho nên bà con mình thi ra đồng ruộng, bà con thấy 1-2 bông vừa chỗ lên là lúc mấy cái bông khác nó vừa lo le, thì lúc đó bà con can thiệp vào thì nó rất là hiệu quả, nó sẽ bảo vệ được cái ruộng chúng ta. Cái lần thứ hai đó là khi lúa mình chỗ sắp gần đều, là bà con thấy nó chỗ hơi dung lên đó, lúc đó bà con can thiệp một lần nữa.
Với cái liều lượng để giúp quản lý tốt cái lem lớp hạt và phòng luôn cái độ ôm cổ bông, thì cái liều lượng phun đó là bà con phun pha là 40cc cái thuốc đu bông ập gót, pha cho một bình 25 lít, một công 1.300m2 của mình đó, bà con phun từ một bình rưỡi đến hai bình. Thì đó nó đảm bảo đủ lượng nước và nó sẽ quản lý tốt với dịch bệnh trên đồng ruộng chúng ta. Xin kính chào bà con. Xin được cảm ơn kỹ sư. Tiếp tục chương trình là câu hỏi của nông dân Nguyễn Văn Lễ ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Về câu hỏi này thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Câu hỏi với nội dung như sau: thuốc bảo vệ thực vật có làm gia tăng năng suất cây lúa hay không, hay là chỉ để bảo vệ tiềm năng của năng suất, nếu lạm dụng thì có hại gì hay không? Xin mời Phó Giáo sư. Dạ, xin trả lời với anh Lễ và quý bà con. Phân bón thì làm tăng năng suất. Thuốc bảo vệ thực vật, mình đã gọi là thuốc bảo vệ thực vật, có nghĩa là nó chỉ bảo vệ cây trồng thôi. Có nghĩa là cái cây lúa, cây rau, cây màu, cây ăn trái, cái năng suất, cái tiềm năng nó tối đa cỡ nào thì mình phun thuốc nhiều cách mấy nữa thì nó cũng vậy, nó không có thêm được. Nhưng mà phân bón thì được. Vậy thì rõ ràng mà nói là thuốc bảo vệ thực vật là những cái chất bảo vệ cây trồng, bảo vệ cái năng suất đó. Mình không bảo vệ thì nó mất đi, còn nếu mình bảo vệ thì nó giữ được cái năng suất tới đó hoặc là tới tối đa thôi. Thì rõ ràng là hai cái vế này mình thấy rõ ràng là nông dược đó là những cái chất dùng để bảo vệ cái năng suất cây trồng. Còn nếu mình lạm dụng thì nó lại là con dao hai lưỡi, có nghĩa là nhiều khi nó tác dụng ngược lại. Chẳng hạn như là kích thích tố tăng trưởng đi. Nếu mà con mình xài nhiều quá thì nó lại gây ảnh hưởng ngược lại, là cái lá nó hư hại rồi, cái lá nó già, nó cuốn ra các thứ chuyện rồi nó lại không cho bông cho hạt. Có nghĩa là nó sẽ phản ứng ngược lại. Cái đó mình gọi là cái con dao hai lưỡi, một bề sống bề lùi. Đúng thì nó sẽ là thuận lợi, còn nếu mình làm ngược là nó sẽ trái lại. Dân và nông dân Nguyễn Văn Lễ cũng còn một ý như thế này, là trong nguyên tắc 4 đúng thì nguyên tắc nào là quan trọng nhất? Nói chung thì 4 đúng có nghĩa là đúng cái thuốc. Đúng thuốc có nghĩa là mình nói là sau nào thuốc đó, bệnh nào cũng vậy là thuốc đó. Cái đó mà là đúng thuốc. Cái thứ hai là phải đúng liều, nghĩa là mình phải đọc xem cái liều lượng. Cái thứ ba là đúng cái cách, có nghĩa là mình phun cách nào, thế nào đó. Đúng lúc là cái cuối cùng, có nghĩa là đúng thời điểm. Như thì trong 4 đúng là mình thiếu cái nào cũng không được. Nói chung là trong giống như 5 ngón tay mình thì mình thiếu ngón là mình sử dụng nó rất khó. Yeah. Thì trong nguyên tắc của bảo vệ thực vật nó có 4 nguyên tắc gọi là nguyên tắc 4 đúng. Yeah. Thật ra thì cái mà quan trọng nhất thì người ta sắp trước tiên, có nghĩa là đầu tiên mà con cầm cái chai mình coi chai thuốc này xài cho cây gì, yeah, đối tượng gì. Cái đó là quan trọng nhất, còn mấy cái kia chẳng qua đi theo cái số 1. Yeah. Vậy thì bà con lưu ý ha, số 1 đầu tiên là quan trọng nhất. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai, nông dân Nguyễn Văn Hải ở Phụng Hiệp, Hậu Giang có gửi về câu hỏi hướng dẫn cách phân biệt giữa lem lép hạt cho nấm và lem lép hạt cho vi khuẩn. Dạ. Yeah. Bây giờ nếu mình nói về tác nhân thì con nấm thì về mặt kích thước nó to, có thể thấy bằng mắt. Có nghĩa là mình nhìn trên cái vết thương nên là có những cái hạt nấm, những cái hạt li ti nhỏ nhỏ thế này, hoặc là những cái sợi nấm trắng trắng. Nghĩa là nấm là con mắt mình bình thường mình cũng có thể nhìn thấy được. Còn vi khuẩn là nhìn không ra, tại vì nó quá nhỏ. Vậy thì đó là về mặt tác nhân khác nhau. Bây giờ trên lem lép hạt của cái hạt lúa thì nó có hai chuyện. Một là do nấm vi khuẩn. Bây giờ hai cái hạt lúa nào mà nó lép mà cái vỏ nó bị hư, tức là nó đen, nó nâu, nó có những cái hạt li ti hoặc là có những cái sợi nấm trắng, thì cái đó là mình gọi là cái lem hạt là do cái con nấm, nghĩa là ở ngoài vỏ thôi. Bây giờ tới con vi khuẩn thì tấn công bên trong. Bên trong thì mà con mình mở cái hai vỏ trấu ra, mình thấy bên trong mà cái phần tâm bì đó mình thấy nó đen, nó thui, nó lép, thì cái đó là do cái vi khuẩn. Còn bình thường nếu nhìn cái bông lúa nào mà nó đứng sững lên trời mà cái bông nó lép hết toàn bộ và cái vỏ nó vàng, nó nhạt, thì cái đó cũng là lép vàng, cũng do vi khuẩn. Dạ. Hợp của nông dân Nguyễn Văn Hải thì phía công ty đu bông của chúng ta có giải pháp nào hay không ạ? Xin kính chào anh Hải. Thì để giúp cho anh quản lý tốt cái bệnh giai đoạn mà trước chỗ và sau chỗ, đó là cái bệnh do lem lép hạt cho nấm gây ra, thì phía công ty có một cái sản phẩm có thể giúp anh có thể kiểm soát và phòng được cái đối tượng đó, đó là đu bông ập gót. Thì anh phun cái cử chỗ sẹt và chỗ điều, thì với cái liều lượng khuyến cáo trên cái bao bì thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh lem lép hạt và đạo ôn cổ bông trên đồng ruộng của anh ạ. Xin chào anh Hải. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, qua những câu hỏi mà quý khán giả và bà con nông dân đã gửi về cho chương trình thì thấy sâu bệnh hại tấn công là vấn đề mà bà con nông dân của chúng ta rất là quan tâm. Và hy vọng với những tư vấn của các vị diễn giả trong chương trình ngày hôm nay đã giúp được bà con nông dân của chúng ta chọn được biện pháp cũng như là lựa chọn được những phương pháp canh tác lúa thật hợp lý.
Đến đây thì chương trình tọa đàm Nhịp cầu khuyến nông với chủ đề quản lý dịch hại trên lúa hè thu do công ty Dubon Việt Nam phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện đến đây kết thúc. Quý khán giả và bà con nông dân có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website www.hauyangtv.vn. Và chương trình kỳ tới sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2016. Mời quý khán giả và bà con quan tâm đón theo dõi cũng như là đặt câu hỏi để có thể giao lưu cùng các vị diễn giả trong chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các vị diễn giả đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý khán giả và bà con nông dân quan tâm theo dõi. Cảm ơn công ty Dubon Việt Nam đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.